Thưa quý vị, ai cũng biết chất nổ và bom đạn có thể gây ra thảm họa. Vậy mà có không ít người vẫn liều mạng thu mua bom đạn phế liệu để lấy thuốc nổ, cung cấp cho nhu cầu làm pháo lậu, làm thuốc nổ để đánh cá và khai thác, đồng thời là tận dụng vỏ bom đạn để tái chế kim loại. Họ liều mạng thứ nhất là vì lợi nhuận cao, và thứ hai tôi nghĩ là họ nghĩ là mình có thể xử lý được. Tuy nhiên, như tôi vẫn hay nói với chị Minh Hương và quý vị khán giả, chúng ta không thể nào nói hay trước được, giống như là tai nạn giao thông vậy, không thể nào nói trước được. Và những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra thì đã khiến cho rất là nhiều những cái người dân vô tội ở xung quanh đó là bị vạ lây, phải không ạ? Vâng ạ, đúng như anh Vũ vừa nói, và đã có rất nhiều những vụ tai nạn như vậy đã xảy ra tại các cơ sở phế liệu, đã gây thương vong nghiêm trọng, nhưng mà vẫn chưa cảnh tỉnh được một số người dân. Và ngay trong ngày đầu năm 2018 thôi, một cơ sở thu mua phế liệu tại tỉnh Bắc Ninh đã phát nổ trong đêm, đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị đổ sập và khoảng 9 người bị thương vong. Một lần nữa, việc cần phải quản lý chặt chẽ vật liệu nổ tại những cơ sở thu mua phế liệu đồng nát lại được đặt ra. Và trong mục chuyên gia và trong chuyên mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá phó giáo sư tiến sĩ Đào Hữu Dân, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, để cùng phân tích thêm về thực trạng này. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2016 tại Hà Đông, Hà Nội xảy ra vụ nổ tại cơ sở phế liệu khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Vụ nổ để lại một hố sâu 4m², sâu 1m trước cửa một ngôi nhà và khiến ít nhất 8 ngôi nhà liền nhau bị hư hại. Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2018 tại Bắc Ninh, một cơ sở thu mua phế liệu đã phát nổ trong đêm khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập và 11 người thương vong. Đáng buồn hơn là trong đó có 2 trẻ em. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình. Vâng, với clip mà chúng tôi vừa mới chia sẻ thì ông có suy nghĩ như thế nào? Trước hết thì cho phép tôi xin chia sẻ nỗi đau của các cái gia đình là nạn nhân trong cái vụ nổ. Đó là sự mất mát rất là lớn. Và có thể khẳng định rằng đây cũng không phải là vụ nổ đầu tiên ở các cái cơ sở thu gom vật liệu nổ công nghiệp. Và cũng có thể sẽ không phải là vụ cuối cùng nếu như chúng ta không siết chặt được cái sự quản lý của chính quyền, của cơ quan chức năng đối với các cơ sở thu gom phế liệu hiện nay. Theo ông thì đâu là nguyên nhân xảy ra hàng loạt các vụ nổ gây thương vong lớn tại các cơ sở phế liệu hiện nay? Có thể nói rằng là nguyên nhân thì rất nhiều, bao gồm những nguyên nhân về phía chủ quan khách quan, nguyên nhân từ phía chủ cơ sở và nguyên nhân từ phía các cơ quan chức năng. Nhưng đây tôi nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh đến nguyên nhân từ phía cơ sở, tức là con người. Các cái chủ cơ sở thu gom phế liệu thì họ cứ nghĩ rằng các cái phế liệu là vật liệu nổ, cũng giống như phế liệu bình thường khác. Cũng có người nhận thức được cái sự nguy hiểm của nó, nhưng mà nhiều người không nhận thức được. Cho nên là dẫn đến việc là thu gom cả những cái phế liệu là vật liệu nổ từ thời chiến tranh này lại, và dẫn đến cái việc là cưa, là cắt, lấy cái thuốc nổ để bán. Cũng có người thì biết rõ sự nguy hiểm nhưng vẫn làm. Đó là cái điều rất hết sức nguy hiểm. Thực trạng quản lý vật liệu nổ tại các cơ sở phế liệu hiện nay đang được áp dụng như thế nào thưa ông? Trước tiên phải khẳng định rằng là theo quy định pháp luật thì các hoạt động kinh doanh về phế liệu là ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Nhưng cái điều rất quan trọng là các cái cơ sở thu gom phế liệu này phải thực hiện đúng theo quy định của luật về bảo vệ môi trường. Và cái cụ thể hơn nữa là quy định của cái Nghị định số 38 của Chính phủ quy định về vấn đề thu gom và xử lý phế thải. Thế còn về vật liệu nổ công nghiệp hay vật liệu nổ nói chung mà nằm tại các cơ sở kinh doanh phế liệu hay là thu gom, ta gọi là thu gom phế liệu hiện nay đấy, thì có thể khẳng định rằng như tôi đã nói bên trên đó, là các cái vật liệu nổ dù là phế liệu không thuộc đối tượng mua bán, kinh doanh, trao đổi, mà cái này là luật đã quy định. Chính vì là chúng ta không quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh phế liệu, cho nên dẫn đến cái việc là các cái vật liệu nổ có mặt ở tại các cơ sở này. Nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý các cơ sở phế liệu hiện nay còn bị bỏ ngỏ, nhất là trong công tác phòng chống cháy nổ. Ông có suy nghĩ sao về ý kiến này ạ? Thực ra mà nói thì ý kiến nó cũng phản ánh tương đối đúng cái thực trạng hiện nay. Đối với các cơ sở thu gom phế liệu tự phát và đặc biệt ở các cái điểm nông thôn ấy, thì thực ra mà nói như tôi đã phân tích ban đầu là cái mọc lên tự phát và chính quyền cũng không quan tâm, không kiểm tra đôn đốc, cho nên là những cái yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy nổ là không có. Đấy, các cái thiết bị rất đơn giản như bình chữa cháy không được trang bị, mà các cái vật liệu thu gom về
những cái vật liệu dễ cháy, đồ giấy hoặc đồ nhựa, thì vì không có cái điểm để mà tập kết, cho nên là vẫn chất đầy ở trong kho, trong nhà, mà khi có nguồn lửa nhiệt thì rất dễ xảy ra cháy nổ. Bà sợ lắm, bà bất an lắm, nhà bà như thế hỏng hết, cả nhà con cháu hỏng hết, nhưng mà may còn tính mạng ấy chứ sợ lắm. Giờ bà vẫn sợ cơ mà, từ sáng giờ sợ không dám ăn cơm. Lo gì chả lo, dân cả dân nhà tôi hãi, hãi lắm ấy, không phải hãi vừa đâu. Ở gần đây không biết còn đây không, không biết. Nhưng mà là rất lo lắng về tính mạng hàng vạn, hàng bao người dân ở trong một cái khu làng đông dân cư như này. Thực chất bản thân người dân cũng ý thức được phần nào cái mức độ nguy hiểm của các phế liệu có thể gây nổ, nhưng tại sao vẫn xảy ra cái tình trạng nổ và gây thương vong lớn đó? Những người chủ kinh doanh phế liệu như tôi nói rằng là có thể chưa nhận thức được cái tính nguy hiểm của cái vật liệu nổ, mà cho rằng là cái vật liệu nổ đặc biệt như ví dụ như là bom đạn mìn trong chiến tranh để lại mấy chục năm rồi thì chắc nó không có vấn đề gì, nó không có nổ được. Nhưng cũng có người thì là cũng nhận thức được cái nguy hiểm đấy, nhưng mà chủ quan cho rằng mình bảo quản này chắc không nổ. Và cũng có một số người thì biết rằng là pháp luật cấm nhưng vẫn cứ thực hiện và lợi dụng cái hoạt động mua bán phế liệu để tiến hành kinh doanh kiếm lời. Theo ông thì đâu là giải pháp cho thực trạng này ạ? Tại sao cái hiện trạng nó vẫn xảy ra đấy? Và giải pháp thế nào thì tôi nghĩ rằng là nó phải là đồng bộ. Nhưng trước tiên đấy là phải nói đến công tác tuyên truyền. Lực lượng công an cần tham mưu cho cấp chính quyền trong công tác chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, phát động phong trào toàn dân tham gia thu gom, tự giao nộp vật liệu nổ, nêu cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng về cái đảm bảo an toàn trong việc thu gom vũ khí vật liệu nổ tại địa phương. Và trước mắt thì tổng kiểm tra lại tất cả cơ sở thu gom phế liệu để có những biện pháp xử lý kịp thời. Đối với những cái cơ sở kinh doanh phế liệu mà không giao nộp những cái vật liệu nổ thì tùy theo tính chất mức độ có thể là tiến hành xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng với những hành vi mua bán phế liệu là vật liệu nổ, hoặc là có cái hiện tượng là cưa cắt bom mìn thời chiến tranh để lại thì có thể bị phạt. Và nếu mà có dấu hiệu hình sự đủ sức để đủ cái điều kiện để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự thì thực hiện theo đúng cái quy định của pháp luật về hình sự hiện nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã đến với chương trình.